đặc biệt là giáo dục con người là mang lại lợi ích cơ bản nhất, lâu bền nhất, thiết thực nhất, kinh nghiệm về phát triển trên thế giới cho thấy điều đó. Và một số quốc gia khác cũng tuân thủ cái điều đó trong phát triển, tuân thủ điều đó. Nếu bạn nhìn lại Hàn Quốc mà những năm 70 của thế kỷ trước, các anh các chị cũng thấy là tình hình Hàn Quốc ở bây giờ cũng chả khác gì Việt Nam trong thời kỳ này. Park Chung-hee đầu tư vào hai lĩnh vực cơ bản nhất: một, phát triển các doanh nghiệp; thứ hai, vào đại học. Chiến lược Park Chung-hee là như vậy, và họ tạo nên cái nền đại học Hàn Quốc như bây giờ. Tất nhiên là cái cách làm họ thì có thể khác, vì cái chuyện này nó liên quan chính trị nhạy cảm lắm. Thì Park Chung-hee là thuê hẳn đại học Vanderbilt của Mỹ, là trường số 1 như là Harvard của Mỹ về luật kinh tế, để cải chính cái là tự phát. Hãy nhìn vào số sinh viên ghi danh về đại học Việt Nam, chúng ta thấy điều đó. 10 năm trước, hai ngành trở nên rất hấp dẫn của thị trường lao động, đó là luật và kinh tế. Số những người làm tiến sĩ về luật và kinh tế đông nhất trong thị phần học thuật ở Việt Nam. Bây giờ cũng vẫn đông, nhưng mà cái tần suất của nó thấp hơn rất nhiều, nó bị phân hóa. Vì thực chất là những ngành tài chính, ngân hàng, kế toán khó xin việc trong bối cảnh phát triển hiện nay. Trong thời điểm này, luật cũng như vậy. Luật nói thế thôi, chứ Việt Nam truyền thống pháp luật cũng vừa phải. Điều này nó có cái lịch sử của nó. Cho nên không phải chỉ có sau 5 năm, sau 7 năm trở thành tiến sĩ luật khoa, giáo sư luật khoa nói thế có điều luật, mà đã có một cái nền pháp trị đã trước chứ. Cho nên tôi thấy rằng hiện nay cái mấu chốt mà tôi muốn nói là phải đầu tư vào giáo dục. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là ông Phạm Văn Đồng mà anh Đinh Xuân Dũng có nói lại đấy, thầy ra thầy, trường ra trường. Ở trước kia thì thầy dạy tốt, học tốt, rồi thì có một thời là lấy học trò làm trung tâm. Những cái câu đó thì cũng là đúng. Nhưng mà tóm lại, tôi cho chỉ một chữ thôi: dạy thật và học thật. Còn dạy giỏi, học giỏi, giáo sư giỏi chẳng hạn, thì có học trò giỏi, thì không thể có một cái nền học vấn thật được. Điều đó rất đáng buồn. Cái cuộc thi trung học phổ thông vừa rồi chúng ta chấm điểm sự ăn gian đó, mà cô Hải là phóng viên VTV vừa nói tối hôm kia trên truyền hình, là sự gian lận thi cử nặng nề nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Cái câu là câu của phóng viên VTV nói. Cho nên tôi thấy là trong cái việc đó là chúng ta nên nhìn vào cái chỗ cốt yếu nhất. Mà ý kiến này tôi nói, người ta nói ở đây đó, trong cái những cái buổi họp tôi thì với anh Huấn là có làm với nhau ở chương trình Gascova, tôi làm ở Viện Lâm, nhưng mà tôi làm cho Bộ Khoa Công nghệ nhiều. Trong các buổi họp mà có Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, rồi Tổ chức Chính phủ, Bộ Công nghệ cũng về chính những câu chuyện nhân lực này. Tôi bảo với một nghĩa nào đó thì nên đầu tư vào nguồn nhân lực cao, cử người ta đi học mỗi năm bao nhiêu, 10 năm có một vạn người như thế về tạo nên cái sự học thật. Còn nếu đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo kiểu chúng ta hiện nay thì khó có được cái đó. Tôi biết là tôi nói cái điều đó là rất nhạy cảm, nhưng nếu làm như vậy thì nó sẽ như thế. Đấy là cái điều thứ nhất mà tôi muốn nói. Thế tôi nói sang thứ hai một chút về văn hóa và xã hội. Thì văn hóa là gì? Văn hóa nghĩa rộng nhất là cứ cái gì ngược với tự nhiên là văn hóa. Cái dấu ấn của con người, của nhân tính tác động vào đó, nó thành văn hóa. Nếu bé nó tè đúng tung là hình đi sinh học, còn tè đúng chỗ đó là văn hóa theo một chuẩn mực nhất định. Thế là văn hóa nghĩa rộng nhất của nó. Cho nên cái hạt nhân của văn hóa là giá trị của chuẩn mực. Giá trị của chuẩn mực thì tôi cho rằng là hiện nay chúng ta có khó khăn một cách khá mạnh mẽ, đó là giai đoạn này chúng ta đang làm theo sự biến đổi xã hội, tác động những biến đổi về chính trị, kinh tế, và nó thay đổi tác động đến các giá trị xã hội. Đó là chắc chắn. Giá trị xã hội. Và vì giá trị xã hội cho nên được đặt trong một cái quan hệ về mặt kinh tế hiện nay thì tạo nên cái tần suất như anh Dũng vừa mới nói.
57% số người được hỏi quan tâm đến giá cả thị trường, còn chỉ có 1,2% quan tâm đến văn hóa nghệ thuật. Đặt cái tần suất này trong mô hình của phát triển, trong cơ cấu nhu cầu Maslow, thì người ta lo cho chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày, giá cả, hơn là những giá trị sáng tạo tinh thần ở bên trên này. Thấp, đó. Cái mô hình phân tích rất là rõ. Maslow nói là con người ta phải ăn ở đã, sinh tồn. Thế còn giá trị văn học tinh thần này, sáng tạo này, thưởng thức nghệ thuật, xong. Cho nên là ta 57% là lo đến giá, lo đến sinh tồn. Còn chỉ có 1,2 là lo văn hóa. Điều đó để nói lên rằng là việc duy trì các giá trị xã hội là khó. Thế tôi sẽ nói một cái đoạn cuối cùng nữa để các anh các chị có nói. Hà Nội đã có một thời kỳ được coi là một sự thương rất là rõ nét về mặt văn hóa. Không thơm cũng thể qua nhà, dẫu không thanh lịch cũng ngài Tràng An. Nói đến Hà Nội học vấn, người ta kể ngay đến sinh viên trường 10. Một cái tầng lớp chính thức hình thành như vậy. Tôi cho là bây giờ nói sinh viên đại học khoa học xã hội nhân văn quốc gia mà sánh với trường 10 cũ. Nên tôi cũng có làm việc ở đó đôi chút, thỉnh thoảng được gặp anh Hà ở đó, anh Hà ở đó. Chưa thể so sánh như vậy. Cho nên trước khi bước sang các giá trị mới, trong bối cảnh phát triển của công nghệ số của rất nhiều nước, thì cái việc bảo tồn duy trì các giá trị cũ cơ bản là rất quan trọng. Thì tôi cho là cái phần này của chúng ta ấy, là có phần bị buông lỏng. Và một sự tàn phá của nó về mặt thực tế đó là các luồng di dân vào Hà Nội, nó làm cho con người Hà Nội gốc không còn là gốc nữa. Nó tạo nên một cái sự phân công lao động xã hội, phân công công việc, nhưng đồng thời nó làm cho các cái đặc trưng văn hóa truyền thống đáng quý nó bị phân hóa. Cái điều này tôi nói không chỉ đúng Hà Nội đâu, mà đối với các quốc gia phát triển ở Mỹ, ở Úc, đặc biệt là Đức hiện nay cũng của cái bà Merkel cũng gắn với chính cái chuyện này. Cho nên tóm lại, điều tôi muốn nói là thế này: muốn tạo nên nguồn nhân lực, cái năng lực con người thì có nhiều giải pháp. Anh Dũng khi nãy nói là rất thân thiện bạn, ví dụ in sách thì cả. Đó, hàng vạn trang như thế, làm bộ như vậy, ông Vũ Phiêu làm tổng thế này. Vũ Phiêu là người mà tôi cũng có được chút quen biết, thì ông làm tổng biên tập, tôi làm tiền ký tập soạn. Người tiền nhiệm của tôi thì đã được biết rõ. Rồi làm nhiều việc khác. Nhưng mà tôi cho là trong một cái phát triển giải pháp đó thì phải nhìn vào chiến lược. Nên tôi chỉ có một cái điều mà tôi muốn nói là chiến lược giáo dục ưu tiên cho phát triển. Và cái điều cuối cùng nữa, nói mấy câu nữa thôi, tức là các quốc gia thành công trên thế giới hiện nay vào giai đoạn này đã chứng tỏ một điều rằng các lý thuyết phát triển cũ vẫn còn đúng, nhưng nó cũng vẫn còn tồn tại, nhưng đã có sự ưu tiên một cách rất mạnh mẽ. Người Trung Quốc 1,3 tỷ dân, nhưng chất lượng dân số chân nhân được cao không bằng người Israel 3 triệu dân. Rõ ràng, người Nam Hàn và Bắc Hàn cùng có văn hóa kim chi, văn hóa dùng ông sâm. Nhưng mà người Nam Hàn sang Bắc Hàn, người Đông Đức sang Tây Đức, người Nhật Bản, nhiên liệu của Nhật Bản chỉ có 3 năm, là 3 tháng được dùng. Nhiên liệu của Nhật Bản, một nước hầu như không tái nguyên, nhưng đã làm đến sự thần kỳ của thế giới, đã từng giữ quốc gia phát triển thứ 2 trên thế giới, bây giờ tụt xuống thứ 3, Trung Quốc lên thứ 2. Nhưng cái công nghệ khoa học, và đặc biệt nếu anh chị đi Nhật, các anh chị đã thấy, người Nhật có một cái thành tựu cực kỳ lớn, đó là họ kết hợp hài hòa giữa cái hiện đại và cái truyền thống. Người Nhật duy trì các giá trị truyền thống tốt nhất hiện nay trên thế giới. Tôi cho những điều đó là rất quan trọng. Còn chúng ta thì hình như cái tác động của lợi ích trực tiếp, đặc biệt kinh tế, nó tham gia vào phá hủy một số giá trị trong một cái kẻ như thế. Xin nói hết.